Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 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 Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng sư nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo Phật Quang Tát. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi tiếp tục nghe bài kinh về tội tư. Thì đợt trước chúng ta đi qua được một phần rồi, tức là khi chúng ta nói về tới cái du sĩ ngoài đạo Sacca, thì nói về cái du sĩ ngoài đạo Sacca này, ông là một cái người rất là ngạo mạn, nhưng tuy nhiên ông cũng vẫn là một xem như một cái người có tài diện luận rất là giỏi. Thì trước đây chúng ta sẽ nhớ quý vị có thể tham khảo hai cái bản bản 8 tình tức thực ngôn của ngài Hộ Pháp cũng có, hoặc là của ngài Maha Công Cam cũng có. Ở đây chúng tôi cũng nói một cách ngắn gọn thôi. Thì Sách Cha Cá trong hai bài kinh Chu Lá Sách Cha Cá, tức là Sách Cha Cá Tiểu Kinh và Maha Sách Cha Cá, tức là Sách Cha Cá Đại Kinh, thì Sách Cha Cá được Đức Phật này gọi là Niganthá Bút Bá Sách Cha Cá. Thì chữ Niganthá Bút Bá có nghĩa là con của Niganthá. Vậy thì Niganthá Bút Bá Sách Cha Cá nghe có nghĩa là Sách Cha Cá là con của Niganthá. Thì trong bản sách giải kinh Trung Bộ đó, thì cái hiệu là MA1 450, thì ngài Bố Thất Khô Sáng ngài có giải thích rằng đó là Sách Cha Cá là cái con trai út của hai cái vợ chồng của người du sĩ Lý Ngân Thá. Thì cái chữ Lý Ngân Thá có cái nghĩa là không bị trói buộc, ở chữ Lý có nghĩa là không, ở Ngân Thá là bị rất buộc. Thì về cái quan điểm của những cái Lý Ngân Thá này đó là họ không có mặc y phục, và những người nữ thì chỉ có một cái mảnh vải che phía dưới, nhưng mà họ không có mặc y phục vì họ cho rằng cái khi mà mới sinh ra đó là con người không có y phục, nhưng mà giờ cái càng lớn lên con người mặc y phục như là bị trói buộc, cho nên họ cái chủ trương họ là không có bị trói buộc. Và hơn nữa họ cũng chỉ trích những đệ tử Phật á là còn bị trói buộc bởi cái bát, cho nên khi người ta dân nhật thực á đưa cái bát ra nhận, còn họ không có, họ không bị trói buộc cái đó, họ đưa tay ra là cho thì nhận, không cho thôi, cho nên họ mới có cái khẩu hiệu của họ là Niết Bàn Thá, tức là không bị trói buộc. Thì chúng ta hiểu biết cái ý nghĩa chữ Niết Bàn Thá là như vậy. Thì Sách Cha Cá là con trai út của hai vợ chồng du sĩ Niết Bàn Thá. Hai vợ chồng du sĩ Niết Bàn Thá này cũng có thể là thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thì cái thời trước á, thì ở trong thành Wesley, thì các vương tử người Lichawi có mở ra một cái giảng đường lớn được gọi là cái luận nghị đường. Đây là một cái nơi mà dành cho những du sĩ có những cái biện tài, họ đi tới đây họ có thể là thách đấu với nhau, luận pháp với nhau, cho nên cái giảng đường được gọi là luận nghị đường. Thì những du sĩ mà có biện tài đó thường thường là thích tranh luận với nhau. Thì những cái pháp như này
khi mà thắng được á thì họ cũng rất là được nổi tiếng và cũng được có rất là nhiều cái người mến mộ vậy vậy. Thì khi đó có một cái nữ Niết Bàn Thát, người nữ Niết Bàn Thát này có được 500 câu biện luận, và cô ta đi luận chiến ở trong đất nước Ấn Độ chưa tìm thấy được cái một đối thủ nào. Nói cách khác là những cái đối thủ nào mà luận chiến với cô đều là bị cô tức thua, và cô đã chiến thắng rất là chưa tìm được một cái đối thủ nào cả. Rồi bây giờ thì cũng có một cái nam Niết Bàn Thát cũng có được 500 câu biện luận, và nam Niết Bàn Thát này là cũng đi khắp cõi Ấn Độ để tìm người để mà đấu pháp, nhưng cũng chưa tìm thấy được đối thủ. Những đối thủ nào mà gặp Niết Bàn Thát, nam Niết Bàn Thát này cũng đều bị thua cuộc cả. Thì lại một duyên tình cờ, thì hai cái người này một nam một nữ lại cùng đi tới kinh thành Vaishali, và khi tới họ luôn luôn có những cái biểu tượng là thách đấu, tức là họ giống như là cắm cây tâm ở trước cái cửa thành nha, ai muốn thách đấu thì cái nhổ cái tâm lên thì sẽ thách đấu. Cho nên họ có những cái biểu tượng của một người thách đấu như vậy. Thì hai cái nam nữ Niết Bàn Thát này đã đi vào trong cái luận nghị đường và đã mỗi người dở ra 500 cái câu hỏi vấn đáp với nhau, và cuối cùng thì đôi nam nữ này đã hòa, tức là bất phân thắng bại. Thì bây giờ á, những cái người Dương Tử người Lích Châu Quy mới suy nghĩ là hai người này giỏi quá mà họ chưa tìm thấy được một cái người nào ở trong cái cõi Ấn Độ này mà biện luận thắng họ được, mà hai người bây giờ hiện nay họ lại hòa với nhau mà chưa có phân thắng bại gì hết. Thì những vương tử này mới nghĩ là nếu như hai người này mà kết hợp lại với nhau đó thì họ sẽ có những đứa con, và những đứa con này sẽ học được từ cha và mẹ, học từ cha được 500 câu, học từ mẹ được 500 câu, như vậy những đứa con này sẽ có được 1.000 câu. 1.000 câu vậy là một cái người gia tài về trí thức rất là rộng lớn, và những người đó cũng sẽ là những người rất là tài giỏi hơn những người khác này vậy. Và do suy nghĩ như vậy cho nên những vương tử Thích Ca Quy này đã sắp xếp tác hợp cho hai người thành hôn với nhau, và hai người này nói ra thì họ cũng cảm phục cái tài của lẫn nhau. Một người đã là cái giống như bách chiến, một người nam bách chiến ở trên cõi Ấn Độ, người nữ cũng bách chiến ở trên cõi Ấn Độ chưa tìm thấy đối thủ, bây giờ gặp ngang 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 tài với nhau thì ra họ cũng có cái sự mến thích lẫn nhau và hai người này đồng ý thành hôn với nhau, và hai người này có được năm, tất cả 5 người con. Thì bốn cô con gái á, cũng có tên là ngược là xuất gia là cái cô chị cả nha, rồi tới Lola, rồi tới Patachara, rồi bà tới Siwa Vatika. Thì bốn cái cô chị này á, mỗi người được 1.000 câu của, tức là 500 câu của người mẹ và 500 câu của người cha, và một cái người con trai út mình tính là Sắc Ca Cá. Như vậy thì Sắc Ca Cá cũng được gọi thì cũng được có 1.000 câu giống như người chị vậy. Do đó thì mà Sắc Ca Cá được Đức Tôn ngài gọi là Niết Bàn Thát là Bồ Tát, là con của Niết Bàn Thát, hay là Niết Bàn Thát Bồ Tát Sắc Chá, Sắc Chá là con của Niết Bàn Thát, mà do cái lý do là như vậy. Nên thì ở trong kinh Chu Lá Xuất Ca Cá Xuất Tăng hoặc là Má Ha Xuất Xuất Ca Cá Xuất Tăng, thứ hai bài kinh ở trong cái Trung Bộ Kinh đó, Trung Bộ một, thì Đức Thế Tôn ngài gọi Xuất Ca Cá là Ác Ký Quát Sa Ná, thì chữ danh từ mà Ác Ký Quát Sa Ná, Ác Ký là ngọn lửa, Quát Sa Ná thì có rất nhiều ý nghĩa, thì có là người phục vụ lửa nè, người gìn giữ lửa nè, và ở đây rõ ràng hay là cái người mà gọi là thuộc dòng dõi thờ lửa, tức là thuộc dòng dõi mà thờ lửa. Nên cái từ gọi là ác khí quét sa ná là chỉ cho người phục vụ lửa hay là người mà gìn giữ ngọn lửa, hoặc là cái người thuộc dòng dõi của
cái đạo thờ thần lửa như vậy. Thì mỗi người trong cái đôi Niết Bàn Thá này được được có một câu luận giải của từ cha và mẹ, nhưng bốn người chị của Sakyaka đã bị trưởng lão Sariputta đã nhiếp phục. Tức là hỏi 1.000 câu thì ngài Sa Lợi Phất ngài trả lời toàn vẹn hết, bởi vì ngài Sa Lợi Phất trước khi mà là một vị tánh ở trong giáo pháp này, ngài là một vị Bà La Môn đã thông hiểu ba tạng Veda, rất là giỏi về trong cái hệ thống giáo lý của Bà La Môn, và bây giờ ngài là tuổi hữu tinh văn nữa, thì là ngài trí tuệ rất là rộng lớn, cho nên với 1.000 câu đó không là gì cả. Và cuối cùng ngài hỏi lại bốn người một câu thôi, thế nào là một? Thì khi mà hỏi câu này, với câu hỏi này thì thuộc về lĩnh vực của Phật trí chứ không phải của phàm nhân được nữa, cho nên bốn câu này chịu thua. Và ngài trả lời rằng là tất cả chúng sanh tồn tại do Phật thần. Đây là câu hỏi mà Đức Phật ngài hỏi thì ngài Soka lúc 7 tuổi đó, và ngài Soka đã trả lời đúng, và tất cả trả lời được 10 câu hỏi đúng vậy, Đức Phật ngài ban cho thì vậy là phải ra lúc 7 tuổi đó. Thì cái câu này thì đó là một lĩnh vực của Phật trí vậy đây bạn. Thì trưởng lão Sariputta đã nhiếp phục được cái bốn cái cô chị này, thì quý vị có thể xem bổn sự số 301. Thì bốn cô chị này đã xuất gia trong giáo đoàn, về sau trở thành là bốn vị thánh nữ ni A La Hán. Riêng Sakyaka này thì làm thầy giáo cho các quân tử người Lichavi, và ông sống ở tại kinh thành Visali. Đó là một cái điều đặc biệt như vậy. Rồi cũng theo bản sách giải kinh này, tức là ký hiệu là MA1, M là Maccima Nikaya, A là Thakatha, tức là MA1 tập 1 á, số 469. Thì sau khi mà Đức Phật ngài biên tịch khoảng hơn 200 năm nên vào cái thời vua Asoka, thì hậu thân của Sakyaka là trưởng lão A La Hán là Kala Buddha Rakita, đó là một vị trưởng đoàn trong 9 đoàn truyền giáo của vua A Dục được thỉnh đi như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái điều nhưng Đức Phật ngài thuyết hai cái bài kinh này là làm có một cái cận nhi duyên cho cái đời sau của du sĩ Sakyaka. Cũng ví như là ngài đã thấy được cái bông sen nó đã bọc, nhưng là còn nằm sâu ở trong nước, nhưng mà nó đã tượng hình cái bông sen ở sâu đó rồi, và chỉ đợi thời gian sau thì nó sẽ vươn khỏi mặt nước và nó sẽ nở bông hoa ra thôi. Cho nên ngài tiếp trợ bằng cách giả thuyết cho ông Sakyaka này, mặc vô Sakyaka giai đoạn đầu rất là công kích và châm biếm Đức Thế Tôn, nhưng mà ngài vẫn bình thản. Đây mới thấy cái đức đại bi của Đức Thế Tôn vậy. Thì trong bản sẽ giải kinh Chua Lá Sakyaka đó có giải thích là đức tại vì sao mà Đức Thế Tôn này không có nghỉ trưa ở tại giảng đường Kutagara, tức là cái ngôi nhà đất nhọn đó. Ở trong cái khu Đại Lâm có một cái ngôi nhà mà thường Đức Thế Tôn ngài ngự trong đó, thì cái ngôi nhà này được gọi là ngôi nhà đất nhọn, cái kiểu Bali gọi là Kutagara. Nhưng mà tại sao ngài không nghỉ trưa ở đó mà ngài đi do sâu dung rừng? Thì bản giải sẽ giải giải thích rằng là ngài đi sâu vô trong cái Đại Lâm đó, tức là Mahavana đó, để có chỗ rộng rãi. Tới ngày ngài biết rằng hôm nay đó là Sakyaka còn với 500 vương tử tới cho quy tới để mà luận chiến với ngài. Nhưng mà ở trong cái giảng đường cái Kutaramagara này là chật hẹp, nên ngài tìm một cái chỗ rộng cho những vương tử, 500 vương tử này có chỗ ngồi cách thoải mái. Cho nên ngài đi sâu vào trong cái rừng để mà nghỉ trưa ở trong đó, ngài không nghỉ trưa ở tại cái giảng đường đất nhọn này. Một cái điểm đặc biệt nữa là cũng ở trong bài kinh Chu Lá Sách Cá này có nói đến vua A Xà Thế, tức là A Cha Pa Sách Tú á,
nó làm lễ quán thỉnh, làm lễ quán thỉnh lên được vua. Như vậy thì do cái ví dụ này đã cho thấy rằng là cái bản kinh này đó, tức là hai bài kinh Chu Lá Sách Cha Cá và Maha Sách Cha Cá này, hai bài kinh này được thuyết giảng nếu mà sớm lắm đó, thì cũng vào thời điểm là Đức Thế Tôn đã được 72 tuổi. Bởi vì cái vua Bình Sa đó phải lên ngôi á lúc 15 tuổi và ông ngồi vua, ngồi trên ngôi ngay vua được 52 năm. Sau 52 năm thì cái năm đó, đó ông bị con là giết đi để mà chiếm ngôi. Như vậy thì lúc nó vua Bình Sa đã là 67 tuổi. Vua Bình Sa là 67 tuổi và vua Bình Sa nhỏ Đức Thế Tôn 5 tuổi. Và cho nên khi vua Bình Sa bị con mình là A Xà Thế giết đi để mà lên ngôi thì Đức Thế Tôn cũng phải là 72 tuổi. Và ghi trong cái bản kinh này có nêu lên là như là vua A Xà Thế đã được làm lễ quán lãnh nhà bạn thì cứ sớm lắm á, thì cũng lúc đó là Đức Phật ngài cũng được 72 tuổi, đó là sớm lắm á, có thể là trễ hơn nữa nha. Nên chúng ta có thấy những cái chi tiết đó rất là đặc biệt như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy được cái rõ ràng cái thì về cái Sách Cha Cá. Rồi quý vị có thể tham khảo thêm những bản của ngài và Thượng Hộ Pháp về Táo Phật Lực hoặc là của ngài Thông Cam cũng có. Hôm nay chúng ta bước qua thêm một cái chi tiết khác nha. Thì qua một cái chi tiết là tức là trong cái bài kinh Phu Mỹ Trá nha. Tức là bài kinh này là Hòa Thượng Minh Châu dịch là kinh Phù Di nha. Tức là chữ Phù Di này là âm từ chữ Phu Mỹ Trá. Thì có nêu lên cái sự suy tư đúng trở thành là cái ký từ. Thì trong bản kinh này tức là cũng là trung bộ, như là trung bộ 3, trung bộ 3 bài kinh Phù Di. Thì tôn giả Phu Mỹ Trá có trả lời cho Dương Tử Chá Giá Sê Ná. Khi mà Dương Tử Chá Giá Sê Ná hỏi rằng thưa tôn giả Phu Mỹ Trá, có một số sa môn bài la môn có lý thuyết như sau: nếu có nguyện vọng thành phạm hạnh thời không đạt được quả vị, rồi nếu không có nguyện vọng thành phạm hạnh thời không đạt được quả vị, nếu có nguyện vọng và không có nguyện vọng thì thành phạm hạnh cũng không đạt được quả vị, rồi không có nguyện vọng và không có nguyện vọng thì hành phạm hạnh thời cũng không đạt được quả vị. Và chúng ta lưu ý những cái cụm từ này: có nguyện vọng, không có nguyện vọng, rồi có và không có nguyện vọng, rồi không có và không có nguyện vọng, thì tất cả đều là không có hành phạm hạnh để mà hành đều không có kết quả gì hết. À, như vậy thì trong theo cái bản mà sứ giải MA4 số 199 thì có giải thích như vậy. Thì cái câu hỏi là cái câu mà không có nguyện vọng, có nguyện vọng thì chúng ta biết rồi, tức là hành phạm hạnh mà có nguyện vọng để chứng đắc đạo quả nhưng cũng không có chứng đắc đạo quả gì hết. Đây là câu hỏi của Dương Tử Chá Giá Sê Ná. Hoặc là hành phạm hạnh mà không có nguyện vọng thì cũng không chứng đắc đạo quả gì hết, hoặc là có phạm hạnh và không có phạm hạnh, có nguyện vọng và không có nguyện vọng, hành phạm hạnh cũng không có cái kết quả gì cả. Thì cái câu mà có phạm hạnh hay sợ có nguyện vọng và không có nguyện vọng ý nghĩa như thế nào thì ở trong bản sứ giải ở trên á, tức là MA4 199 có giải thích là cái người có nguyện vọng như thế này hành một thời gian sau lại đổi sang một cái nguyện vọng khác, tức là khi có nguyện vọng khác thì cái nguyện vọng kia sẽ không có, rồi khi có cái nguyện vọng này về cái nguyện vọng khác không có, rồi một thời gian sau lại có được một nguyện vọng khác nữa. Như vậy lúc đầu giai đoạn đầu ước nguyện là mình chỉ chứng đắc được cái này, nhưng mà hành một thời gian sau đó đổi nguyện vọng mà chứng đắc được cái kia, rồi một cái thời gian sau lại
đổi lại nữa là ước vọng mà chứng đắc được cái nọ chẳng hạn như vậy, thì được gọi là cái người này gọi là có nguyện vọng và không có nguyện vọng. Rồi một cái cụm từ đó là cái đối với một người mà không có nguyện vọng và không có nguyện vọng thì ý nghĩa như thế nào? Thì có nghĩa là trong bản sẽ giải thích là cái người cái cụm từ mà không có nguyện vọng và không có nguyện vọng thì dường như có nguyện vọng và dường như là không có nguyện vọng, tức là hành vậy thôi, tức là gần như là làm đắc được cũng tốt, không đắc được cũng tốt, thì không có gì phải buồn phiền cả, hành có đắc được mình cũng may mắn, còn nếu như hành mà không đắc được mình cũng không mất mát cái gì, chẳng hạn như vậy. Thì cái được gọi là cái người mà không có nguyện vọng và cũng không có nguyện vọng, tức là hành tà tài thôi, hành nghe lững thững đắc được thì đó, còn không có được thì cũng không sao, chẳng hạn như vậy. Đó là cái hạnh người mà dường như là không có nguyện vọng mà cũng dường như là có nguyện vọng là như vậy. Thì Dương Tử Sa Giá Sa Ná mới hỏi tôn giả Phu Mỹ Chá rằng ở đây bậc đạo sư của tôn giả Phu Mỹ Chá có nói gì và có lập luận gì vậy? Tức là một câu hỏi cũng hơi rắc rối trong hệ tông. Thì nếu tôn giả Phu Mỹ Chá đã trả lời rằng là thưa vương tử, tôi không có tận mặt Đức Thế Tôn, tức là không có tận mặt nghe được Đức Thế Tôn, cũng không được được nghe Đức Thế Tôn như vậy nha, và cũng được không được nhớ như vậy. Nhưng mà sự việc này thì nó xảy ra, thì Đức Thế Tôn ngài có giải thích rằng là như sau: nếu có nguyện vọng hành phạm hạnh không chánh đáng, tức là ayodisho không chánh đáng, không đúng á, thời không có đạt quả vị vị. Nếu không có nguyện vọng mà hành phạm hạnh không chánh đáng thời cũng không đạt được kết quả gì. Nếu có và không có nguyện vọng hành phạm hạnh không chính đáng thời cũng không đạt được cái quả vị gì. Hoặc là nếu không có và không có nguyện vọng hành phạm hạnh không chánh đáng thì cũng không đạt được cái kết quả gì. Và còn nếu như có nguyện vọng mà hành phạm hạnh chính đáng thì đạt được kết quả vị. Nếu không có nguyện vọng nhưng mà thực hành phạm hạnh một cách chính đáng thì được hoặc quả vị. Nếu có và không có nguyện vọng mà hành phạm hạnh một cách chính đáng thì đạt được quả vị. Nếu không có và không có nguyện vọng hành phạm hạnh một cách chính đáng thì đạt được quả vị. Hôm nay và nhưng khi nghe vậy thì vương tử Sa Giá Sa Ná rất là hân hoan và tán thán tôn giả Phu Mỹ Chá, và nói rằng là bậc đạo sư của tôn giả Phu Mỹ Chá là đứng cao hơn trên đầu của tất cả các sa môn bà la môn tầm thường, và đã nghe cúng dường cái tôn giả Phu Mỹ Chá cái bữa bậc thực như vậy. Thì sau bữa ăn bậc thực rồi thì tôn giả Phu Mỹ Chá trở về đến đảnh lễ Đức Tôn, rồi ngồi vào một bên rồi trình lại cái vấn đề này. Rồi sau đó thì ngài mới bạch hỏi Đức Thế Tôn nè: bạch Thế Tôn, người không hiểu là khi mà con mà trả lời như vậy đó, con mà được hỏi như vậy và được trả lời như vậy đó, thì con có nói đúng với lời của Đức Thế Tôn nói hay không? Con có xuyên tạc Đức Thế Tôn mà nói cái điều mà không đúng sự thật, hay là con đã giải đáp đúng pháp tùy pháp? Và nếu một vị đồng phạm hạnh, đồng pháp hạnh nói đúng pháp tùy pháp sẽ không có lý do nào để mà chỉ trích con như vậy. Thì đoạn kinh văn trên nó cho thấy rằng tôn giả Phu Mỹ Chá đã suy tư đúng, đã trả lời đúng pháp. Đây là cái trí mà sinh lên do sự suy tư đúng. Bởi sao? Bởi vì những cái điều này thì tôn giả Phu Mỹ Chá không được tận mặt nghe Đức Thế Tôn, không được nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết, nhưng mà ông do suy tư ông mới trả lời một cách đúng đắn như vậy. Thì đây là một cái sự mà cái trí sanh lên do sự suy tư đúng chẳng hạn vậy. Thì ở trong bản kinh Phu Mỹ Chá, tức là bản kinh Phù Di đó, thì Đức Thế Tôn ngài cũng chấp thuận sự giải thích và
trả lời của tôn giả Cung Vi Chát. Và Đức Thế Tôn ngài đã trả lời, đã giải thích giảng rộng thêm cái điều này như sau. Tức là cái sự thực hành pháp đó, nó hai, tức là sự thực hành không đúng và sự thực hành đúng. Nhưng mà thế nào gọi là sự thực hành không đúng pháp? Đây là một cái vấn đề, và Đức Thế Tôn ngài đã giải thích rộng ra rằng là chỉ cho những sa môn hay bà la môn có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thì với những cái sa môn này, những gì sa môn mà có những cái bát tà đạo này đó, thì cho dù rằng có ước nguyện chứng đắc được đạo quả hay không ước nguyện, không có ước nguyện chứng đắc được đạo quả, hay có và không có ước nguyện chứng đắc đạo quả, hay là không có và không có ước nguyện chứng đắc đạo quả, thì khi mà hành những cái pháp tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà định, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, vâng, thì sẽ không chứng đắc được đạo quả. Đấy là Đức Phật ngài giải thích là đó là cái sự thực hành không đúng pháp, không đúng pháp. Nó vì có sao? Vì đây không phải là cái phương pháp để chứng đạt được quả vị. Thì trong cái vấn đề này, Đức Phật ngài đã nêu ra giảng rộng thêm bốn cái ví dụ. Thì ví dụ thứ nhất, ví như một cái người mà cần dầu, họ đi tìm dầu, rồi sau khi họ đổ cát vào trong thùng, rồi họ tiếp tục đổ nước vào rồi ép cát để ra dầu. Thì người này đó, dù có ước nguyện hay dù có không ước nguyện, hay là dù có và không có ước nguyện, hay là không có hoặc là không có ước nguyện, thì cũng không được tìm dầu. Vì cái sao? Vì đây là không phải là phương pháp để có dầu. Cũng vậy, với những cái sa môn bà la môn mà có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm và tà định, thì không cách nào vô cho có ước nguyện chứng đắc đạo quả, hay là không có ước nguyện chứng đắc đạo quả, hay là cái bốn trường hợp khởi lên như vậy cũng đều không thể chứng đắc đạo quả. Bởi vì sao? Vì đó không phải là cái phương án hay là cái phương pháp để mà thực hành chứng đắc được đạo quả. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, Đức Phật ngài đưa ra thêm một cái rõ được cái vấn đề này nữa là ví như người cần sữa, cần sữa sữa đó, rồi người đó đi tìm sữa, rồi người đó đi tới thì gặp một cái con bò, và người đó nắm cái sừng của con bò, cố gắng vắt cái sừng lên cho ra sữa. Thì dù cho cái người đó có ước nguyện hay không có ước nguyện, hay là có và không có ước nguyện, hay là không có và không có ước nguyện, thì cũng không có thể tìm được sữa. Vì sao vậy? Vì đó là không phải là phương pháp để tìm lấy ra cái sữa như vậy. Và Đức Phật ngài nêu ra một ví dụ thứ ba là ví như cái người đi tìm bơ tươi, tức chữ Bali gọi là Nodita nha. Ở trong bản kinh thì Hòa Thượng dịch là cái xanh tô, nhưng mà cái Nodita này được dịch là cái bơ tươi. Thì ngài Hòa Thượng dùng những cái từ xanh tô mình cũng hơi nhức đầu. Thì ví như cái người cần bơ tươi, tức là Nodita nha, thì người đó đi tìm bơ tươi sau khi đổ nước vào trong cái ghè, rồi dùng cái que đó mà khuấy lên, đánh lên, thì đã là nước mà dùng cái que mà đánh lên thì làm gì mà có bơ tươi được. Cho nên dù có ước nguyện hay không có ước nguyện, hay là có và không có ước nguyện, hay là không có và không có ước nguyện, thì cũng không được tìm được cái bơ tươi. Vì có sao? Vì đây không phải là phương pháp để lấy được cái bơ tươi. Đây là ví dụ thứ ba. Mà Đức Phật ngài đưa ra những ví dụ thứ tư nữa. Ví như là đi tìm lửa các bạn, người đó đem một phần trên của cái đầu quay lửa, rồi đi tới một cái khúc cây còn ướt, rồi có nhựa và dùng cái đồ quay lửa đó quay lên cái khúc cây còn ướt còn có nhựa đó. Và nếu như cái người đó có ước nguyện hay là người đó không có ước nguyện,
hay là cái người đó có và không có ước nguyện, hay là cái người đó không có và không không có ước nguyện, thì cũng không tìm được cái lửa. À, vì sao? Vì đây không phải là phương pháp được lấy được lửa. À, như vậy chúng ta thấy nè, với những cái người mà có tà kiến, tà tư duyên, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tư tấn, tà niệm, tà định, dù có muốn chứng đạo quả cũng không thể nào chứng đắc được đạo quả. Vì có sao? Vì cái đạo quả không phải do những cái bát tà đạo này có, mà không phải là do cái bát chánh đạo. Một khi mà có một trong bát tà đạo này thì không thể nào mà chứng đắc được đạo quả. Kinh này hay ở chỗ điểm này và rất là vi diệu ở cái điểm này, cho nên Đức Phật ngài mới chỉ ra cái một phương án để mà có chứng đắc được đạo quả. Thầy ngài chỉ thêm một phương án thứ hai chứ nha, sự thực hành đúng pháp. Thì thế nào là cái sự thực hành đúng pháp? Tức là chỉ cho các sa môn và la môn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì những sa môn và la môn này khi thực hành pháp đó, có ước nguyện hay không có ước nguyện, nghĩa là những vị này đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vị này có ước nguyện thì sẽ chứng đắc được quả vị, không có ước nguyện cũng chứng đắc được quả vị, có và không có ước nguyện cũng chứng đắc được quả vị, rồi không có và không không có ước nguyện cũng chứng đắc được quả vị. Vì có sao? Về thực hành đúng pháp. Đây, cái điểm này rất là vi tế. Chứ khi mà thực hành được đúng pháp rồi đó, không cần mong cầu thì tự nhiên cũng đến thôi. À, cũng sẽ đến thôi. Tức là dù có ước nguyện thì cũng chứng đắc được, mà không ước nguyện cũng chứng đắc được. À, tức là không có mong cầu thì cũng có chứng đắc được. Bởi sao? Bởi thực hành đúng. Ở dù cho có hay không có cái ước nguyện thì cũng chứng đắc được. Vì có sao? Vì thực hành đúng pháp. Này, hội đúng pháp đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái con đường mà đưa chẳng chứng đắc được cái đạo quả. Ở cái bài kinh này rất là đặc biệt, rất là vi tế ở những cái điểm như vậy. Nha. Cho dù rằng không có muốn chứng đắc đạo quả, hay là vừa muốn vừa không cho hạn vậy, mà thực hành đúng cái bát chánh đạo này cũng chứng đắc được đạo quả. À, đây là cái điểm rất là vi tế, rất là sâu không trong đó vậy nha. Nên cho nên chúng ta mới nắm bắt được cái hành mà bát tà đạo đó, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, là tà tấn, tà niệm, tà định như hai vậy. Nên thì muốn chúng ta không thể được đâu, muốn chúng ta cũng giống như đi tìm sữa mà dắt cái con bò thì làm sao có sữa được. À, muốn đi cái tìm bơ tươi mà đổ nước vô khuấy lên thì làm gì có bơ tươi, bởi vì nó không có phương pháp chẳng hạn như vậy. Cho nên phải có một cái gì rất là đặc biệt như vậy nha, tức là phải thành một cách đúng đắn. Đã một thành một cách đúng đắn rồi thì là sẽ chứng đắc được đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái phương pháp mà để đạt được quả vị nha. Quả vị từ dữ luôn cũng có, hay là a la hán cũng có, tùy. Nhưng thực hành đúng vậy mới có được quả vị, chứ không phải là mình thành thiền là có liền, không phải đâu. Mà mình phải biết được cách thức. Mình thử mình thành thiền mà còn mình cứ mang cái tà kiến thì không cách nào chứng đắc được hết á. Rồi mà mình thành thiền mong muốn chứng đắc đạo quả mà cứ mơ tưởng tới sắc thân hương vị xúc chẳng hạn vậy, mơ tới những cái dục lạc, mơ tới những cái quán thù, mơ tới những cái hề mận thì không cách nào chứng đắc được đâu. Cho nên phải có cái chánh kiến, chánh tư duy của mình. Đúng không? Hành thì cái thiền định thì để mình hành để mà hành pháp để chứng đắc đạo quả, mà cái mua sống bằng cách tà mạng chẳng hạn vậy, tức là cái đi kêu gọi và đi cái này như cái kia để mà nuôi sống mình chẳng hạn vậy, thì không cách nào mà mình chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại luôn cả, nó sẽ bị đau khổ trong tương lai chứ không phải còn chẳng hạn như vậy. Nghĩa là tà mạng, tà nghiệp hay là tà tinh tấn, đúng không? Như vậy
Thì về vấn đề này Đức Thế Tôn này nêu ra bốn ví dụ rất là đặc sắc nha. Ví dụ thứ nhất là ví như người cần tìm dầu và đi cần dầu và đi tìm dầu, thì sau khi đổ những hạt giống có dầu, đại khái là những cái hạt mè hoặc là hạt đậu hay là những cái miếng dầu dừa chẳng hạn vậy, rồi những người đó mới đổ nước vào và ép những cái hạt giống dầu này vào thùng, tưới cái nước vào và ép những cái hạt giống này, thì những hạt giống này sẽ cho ra dầu, mọi người đó sẽ tìm được cái dầu. Cho dù rằng cái người này có ước nguyện là có dầu hay không ước nguyện có dầu, hay là có và không có ước nguyện có dầu, hay là không có và không có ước nguyện có dầu, thì vẫn có dầu. Vì có sao? Vì làm đúng theo phương pháp để có dầu. Cũng vậy, với những người mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có ước nguyện hay không có ước nguyện, có và không có ước nguyện, hay là không có và không có ước nguyện, thì cũng sẽ chứng đắc được đạo quả, có được mà. Vì có sao? Vì cách phương pháp hành này để mang lại có được cái đạo quả như vậy. Đây là lý do thứ nhất, là cái ví dụ thứ nhất nêu ra rất là đặc sắc như vậy. Rồi cái ví dụ thứ hai thì Đức Phật này nêu ra là ví như người cần sữa đi tìm sữa, người ấy vắt sữa từ nơi vú của con bò cá trẻ. Thì cái người này có ước nguyện có sữa hay không có ước nguyện có sữa, hay là có và không có ước nguyện có sữa, hay là không có và không có ước nguyện có sữa, thì người đó cũng vẫn có sữa. Vì nó sao? Vì đây là phương pháp đúng để mình có sữa. Cũng vậy, cái người hành bát chánh đạo dù trong muốn dù cho có ước nguyện chứ nó tạo quả, hay không có ước nguyện chứ nó tạo quả, hay thì có và không có ước nguyện chứ nó tạo quả, hay là không có và không có ước nguyện chứ nó tạo quả, cũng sẽ chứng đắc đạo quả. Vì có sao? Vì đây là phương pháp để có được đạo quả. Đây là ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba, Đức Phật là ví như người cần bơ tươi, đi tìm bơ tươi, thì người đó đổ sữa chua, chữ sữa chua cái chữ Bali gọi là đá thí, đổ sữa chua vào ở trong một cái gà, trong một cái gà, rồi người đó lấy que khuấy lên, đánh một phút thì người đó sẽ được cái bơ tươi. Cho dù là người đó có ý ước nguyện là được bơ tươi, hay không có ước nguyện được bơ tươi, hay là có và không có ước nguyện được bơ tươi, hay là không có và không có ước nguyện được bơ tươi, thì người đó cũng thẳng diện được bơ tươi. Các bạn nghe lại, vì có sao? Vì đây là phương pháp lấy được bơ tươi. Đây là cái ví dụ rất là đặc biệt, rất là hay. Và ví dụ thứ tư, ví như cái người mà tâm cầu lửa, sau khi mang cái phần trên của cái đồ quay lửa, rồi cọ sát với một khúc cây khô không có nhựa, nếu người đó có ước nguyện hay không có ước nguyện, hay là có và không có ước nguyện, hay là không có và không có ước nguyện, thì người đó cũng tìm lấy lửa. Vì cái sao? Thì cái này là phương pháp tìm lửa đúng. Và cây khô mà đã khô mà không có nhựa, ví như cái tâm người đó xa lìa các dục, không còn tầm cầu các dục, không còn mê mẩn trong các dục, không còn thích thú trong các dục, thì cái người đó mới có thể có được những kết quả tốt như vậy. Thì chúng ta thấy cái điều đó đặc biệt nó nằm ở chỗ đó là đây vậy. Thì cái bốn cái ví dụ này, Đức Phật ngài ví dụ cho bốn cái thánh đạo. Ví dụ thứ nhất, ví dụ tìm dầu, có được dầu thì tức là ví cho cái tánh đạo dự lục. Tại sao? Bởi dầu làm trơn trợn tới tất cả những cái gì nó bám vào thân. Cũng vậy, khi mà có tánh đạo rồi thì nó sẽ làm tuột đi, mất đi những cái thân kiến. Một khi mà thân kiến là mất đi thì người đó chứng đắc được cái sở đạo. Rồi cái ví dụ thứ hai là cái người tìm sữa, tức là
chỉ cho chứng đắc được nhị đạo. Ừ. Nhị đạo thì không có còn phải rất là vui thích, rất là những ngọt ngào, để chỉ còn lại là lái sanh vào cái cõi dục này có một lần thôi. À, rồi cái ví dụ thứ ba là tìm cái bơ tươi. Bơ tươi nó từ sữa chua rồi mà ra, tức là nó từ hai cái thánh đạo ở phía trước mà để có được cái thánh đạo thứ ba này. À, cũng giống như từ sữa tươi mới có sữa chua, rồi từ sữa chua mới có cái bơ tươi, nên như thế nào cũng vậy. Thì cái ví dụ thứ ba này được ví như là thánh đạo Anahan. Và ví dụ thứ tư là lửa. Nếu tìm được lửa, lửa thì có công năng là nó tiêu hoại tất cả mọi cái vật mà nó là nhiên liệu cho nó, như thế nào cũng vậy. Cái người rồi có chính đạo A La Hán rồi thì cái sức mạnh rõ, sức nóng rõ cái trí tuệ đó, nó thiêu đốt tất cả những mọi phiền não, không còn một phiền não là còn thể dư sót, còn có thể là tồn tại được. Ví như cái lửa mà thiêu hết tất cả mọi những cái vật, những quả đối với nó, thì cái lửa có trí tuệ này nó sẽ tiêu hoại hết tất cả những cái pháp bất thiện, nếu những cái phiền não. Nên thì cái ví dụ thứ tư, cái Phật này ví dụ giống như là thánh đạo A La Hán, rất là đặc biệt như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái bốn ví dụ của Đức Phật ngày ra rất là thâm sâu, rất là di diệu, và chỉ cho cái phương pháp thực hành để mà chứng đắc được đạo quả là phải có bát chánh đạo. Nếu như không có bát chánh đạo thì không có cách nào chứng đắc được đạo quả. Đây là cái điểm mấu chốt của điểm vi tế, một cái điểm thù diệu, cái điểm đặc biệt ở trong cái bài kinh Phun Mi Chá này. Thì nói về cái Phun Mi Chá, có thể là Phun Mi Chá là ai? Thì chúng ta mới thấy là mới xem lại. Thì bạn sẽ giải á, Phun Mi Chá nó giải thích rằng Phun Mi Chá là chú của Vương Tử Cái Giá Xe Nát. Một cái bản thì gọi là chú nhẹ. Rồi thì cái Vương Tử Phun Mi Chá này, nếu là chú sẽ là em của vua Bình Sa Dương. Thì ông cùng với hai người bạn khác, tức là Chay Giá Xê Ná và Abhira Thá Ná, lúc đó đưa tiễn ngài Samputa đi xuất gia. Nhưng rồi ba cái vị mà đưa tiễn họ thấy người bạn mình là Samputa xuất gia cũng xuất gia luôn. Cho nên khi ngài Samputa sau khi xuất gia, ngài họ đại giới, ngài cư trú ở trong cái rừng Si Tá, do đó ngài Samputa còn được gọi là Si Tá Quán Ni Giá, tức là người ở rừng Si Tá, và ngài chứng đắc quả đạo quả A La Hán cũng ở trong cái rừng này. Riêng ngài Phun Mi Chá và những cái vị còn lại có lẽ là chứng đắc thánh quả của Phật thôi. Thì Phun Mi Chá này là chú của Vương Tử Cha Giá Xê Ná. Trong bài kinh của Phun Mi Chá này thì có điều gọi là ước nguyện và công ước nguyện, chúng ta cũng đã giải thích rồi nha. Thì cái Vương Tử mà cái Giá Xê Ná là ai? Thì Vương Tử cái Giá Xê Ná này thì là con của vua Bình Sa Dương, và Vương Tử cái Giá Xê Ná này lại có một cái bài kinh liên hệ tới cái vị Cha Giá Xê Ná này, tức là bài kinh mà mình trong ngày dịch là Điều Ngữ Địa. Những cái chữ Bali là Thanh Tá Phu Mí. Thanh Tá Phu Mí có nghĩa là nếu như dịch Phu Mí là địa, phải rồi là đất, cho nên Thanh Tá là Điều Ngữ, tức là điều khiển đó. Điều khiển đất không đúng, nó là nổi lên, cái sự điều khiển được nổi lên. Thì trong cái theo cái kinh Trung Bộ Ba, bài kinh số 125 á, tức là Thanh Tá Phu Mí xuất tá đó, mà ngài Hòa Thượng Minh Châu này dịch là kinh Điều Ngữ Địa, thì có lần Vương Tử Cha Giá Xê Ná này đi du mạng trong rừng Quy Lú Bá Ná, nơi thành Ra Trái Cá Há. Bây giờ Vương Tử Cha Giá Xê Ná này đi đến vị Sa Di,
Vị sa di này là mới thôi, cho nên được gọi là Achira Quá Tá, tức là tăng học thì tăng học sa di. Thì họ xin vị sa di này giảng pháp, nhưng mà vị sa di Achira Quá Tá này miễn cưỡng thôi mình khi mà giảng pháp. Nhưng mà khi mà Dương Tử Cha Giá Sê Ná nghe pháp tâm quan hỷ rồi đứng dậy bỏ về, thì vị sa di này về trình lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn là dạy rằng là này Ác Kiến Quá Sa Ná rồi có lợi ích gì khi mà Dương Tử mà Cha Giá Sê Ná đó là cái người mà sống giữa các dục vọng, họ hưởng các dục vọng, bị tư tưởng dục vọng nó nhai nghiến, bị nhiệt não dục vọng nó thiêu đốt, tha thiết truy tầm dục vọng, thì làm sao mà có thể biết hay có thể thấy, có thể chứng được quả gì? Chỉ có những người ly dục mới biết được, chỉ có những người chỉ có ly dục mới có thể thấy được, chỉ có ly dục mới có thể đạt được. Chỉ có những vị mà ly dục mới có chứng được, thì sự kiện này nó không thể xảy ra. Tức là Đức Phật ngày dạy là vì Dương Tử Cha Giá Sê Ná đó là đang đam mê vào trong dục, bị dục nó chi phối, bị dục nó làm cho mê mẩn như kia, mà nói tới những cái pháp ly dục thì chẳng khác nào ông không thích rồi, ông phải bỏ đi, giống như kiểu mà ác thuyết vậy đó. Mặc dù cái lời đó là tốt, nhưng mà người nghe sẽ cảm thấy như là đang châm chọt mình, không có chịu mà bỏ đi. Thì nó có lợi gì? Nhưng Phật ngày dạy rằng là hôm nay Ác Kiến Quá Sa Ná, tức là nói xin vị sa di đó, nào có lợi gì đâu. Bởi vì Dương Tử này bị đắm nhiễm trong dục rồi, mà giờ ông nói cái pháp đi dục thì làm sao được. Cũng giống như người đứng dưới chân núi, mình một người đứng trên đỉnh núi thấy là những khung trời khả ái, những khu rừng khả ái, những ao hồ khả ái, mới nói rằng này bạn, tôi đã thấy được những cái khu rừng khả ái, tôi thấy những ao hồ khả ái, tôi thấy được những cái dòng sông khả ái. Cái người đứng trên chân núi bị che bởi một cái vách núi, này bạn, không có đâu, cái khu rừng đâu, không có khu rừng khả ái đâu, không có cái ao hồ khả ái đâu, không có những cái dòng sông khả ái đâu. Cái bạn nói vậy là không có, nó thật như vậy. Bạn những người ta bị một cái vách núi này che thì làm sao mà thấy được bên kia, chỉ có đi lên trên cái đỉnh núi mới có thể thấy được, như thế nào cũng vậy. Cho nên cái đó là nói về Dương Tử Cha Giá Sê Ná, tức là con của vua Bình Sa, và vua Mi Đá này là chú của Cha Giá Sê Ná. Cho nên nghe đây là cái bản sĩ giải thích là như vậy. Bây giờ chúng ta qua tiếp một cái điều nữa, tức là cái trí mà do suy tư đó, tức là chinh ta má gia đó lên nha, thì cái từ đó đó nó phát sinh được cái tuệ quán và dẫn chứng dẫn đến là chứng đắc được là thánh quả a la hán. Và cái điều này được ghi nhận rất nhiều trong cái kinh điển chúng ta. Như ở đây chúng ta chỉ trích một điều thôi, đó là cái như trong cái bổn sự nè, trong bổn sự Chataka cũng có, hoặc là trong kinh Thích Cá Visana cũng có, cũng rất nhiều cái loại trí tư này. Thì trong cái ở đây chúng ta chỉ trích ra cái bổn sự Sonaka, cái bổn sự này có số là 529. Thì cái 529 này có cái ghi nhận như sau. Thì là cái thời xưa đó, Bồ Tát chúng ta là con của Đức Vua xứ Magatha. Thì Đức Vua xứ Magatha có kinh thành là Paranasi. Thì ngài khi sinh ra, ngài đặt tên là Arindama. Bồ Tát có tên là Arindama. Thì chính vào cái ngày sinh hoàng tử Arindama này, thì con của một cái vị tế đại sư cũng được sanh ra, và vương tử này lại có tên là Sonaka. Rồi cái hai cũng rất là xinh đẹp, và vì sinh ra cùng ngày trên hai cậu bé này là cùng vui đùa trong cái tuổi thơ với nhau, và cùng lớn lên ở trong một cái bối cảnh rất là sang trọng. Một con vua
Còn một ông là con của người vị đại thần tế đại sư, cũng giống như quân sư vậy, những cũng là giai cấp cũng rất là tốt đẹp. Thì hai cậu bé cùng lớn lên, nhưng có hai khuynh hướng lại khác nhau, rất là lạ. Thì khi mà lớn lên á, thì hai trở thành là hai người bạn thân với nhau. Khi mà lớn tuổi trưởng thành thì cả hai cũng đi đến thành Takashila để mà học về cái nghệ thuật của mình. Khi mà thành tài rồi đó thì cả hai thay vì trở về quê hương thì lại khởi một ý nè, hãy nên đi ngao du như thế này nơi kia để tìm hiểu các tập tục địa phương, cũng là để trau dồi kiến thức cho mình. Tức là nhờ đi một cái nơi này nơi kia thì biết được những cái nghi lễ nghi thức của mỗi từng làng của mình, hay là những tập tục tín ngưỡng của mỗi làng của mình, đại khái như vậy. Thì cả hai đi tới thành một hôm thì cả hai đi tới thành Varanasi của xứ Kashi. Thì cả hai đi vào cái nơi trú ngụ nơi vườn ngự quyển của đức vua. Thì hôm sau hai người mới đi vào trong cái kinh thành Varanasi. Thì cũng vào hôm đó đó, có một cái số người Bà La Môn có ý định là cúng dường đến các vị Bà La Môn một cái một món là sữa tươi thụ vị. Thì khi nhìn thấy hai cái vị nam tử này đi vào đó, bởi vì hai vị nam tử này rất là xinh đẹp, cho nên những nhóm Bà La Môn này cứ nghĩ rằng đây là những thiên thần hóa thân ra, có những vị thiên tử hóa thân ra, bởi rất là xinh đẹp mà, rất là thù thắng về cái dung sắc của mình, cho nên là cho rằng thiên thần đã đi tới, họ cho nên cùng mời hai vị đi vào để mà cúng dường cái món sữa thượng vị đó. Thì các vị Bà La Môn đã thỉnh mời hai người đi đến thánh đường, ngồi vào cái chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Thì trên chỗ ngồi của Arindama, tức là của thái tử Arindama đó, có trải tấm vải trắng rất là trong sạch. Còn trên là chiếc ghế ngồi của vương tử Sonaka thì là có trải một tấm len màu đỏ. Nhìn thấy cái điểm này thì Sonaka đoán rằng hôm nay bạn ta sẽ lên làm vua xứ Kashi này, còn người ta sẽ được bạn ta phong cái chức đại tướng. Tuy nhiên người ta đâu có muốn cai trị đâu, ta chỉ muốn được sống đời sống xuất gia mà thôi. Để như vậy, thì sau khi thọ thực xong, hai người mới trở về cứu ngụ nơi vườn ngự quyển. Thì thái tử Arindama nằm ngủ trên cái tảng đá, còn Sonaka thì ngồi một bên. Thì khi đó cũng đó là cái ngày hôm đó cũng là ngày thứ bảy mà sau khi đức vua thành xứ Kashi đã mệnh chung được 7 ngày, mà bà đức vua này là không có cái người kế vị, tức là không có hoàng tử để kế vị, hoàng gia cũng không có cái vị nào để mà lên kế vị cả. Thì vị tế đại sư cùng với các đại thần mới họ bàn với nhau rằng đó là chúng ta sẽ nhờ chư thiên để thỉnh tìm một cái người lên làm vua. Và vị tế đại sư cùng với các đại thần sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi nguyện họ trì trai giới, rồi thỉnh nguyện đến chư thiên là tìm người lên ngôi kế vị cai trị cái vương quốc Kashi này. Như vậy thì tế đại sư đặt vào trong cái chiếc quân xe 5 cái biểu tượng của đức vua, đó là cái động 9 tầng, rồi một cái vương miện, rồi một vương lệnh, rồi một cái đai ngọc và một cái đôi hài. Rồi cho cái cổ quân xe này được kéo đi bởi 4 con ngựa sinh thú, và cổ chuyên xe này không có người lái, không có người điều khiển. Thì sau khi mà nguyên cái cổ quân xe này chạy quanh thành Varanasi 3 vòng, rồi cái cổ quân xe đi vào nơi vườn ngự quyển, theo sau là các quan đại thần cùng với những cái quan hộ tống đi theo, những cái lính hộ tống đi theo. Thì mà khi mà nhìn thấy cái cổ quân xe mà chạy đến tại cái tảng đá đó, thì về vương tử Sonaka đó đi đến sau một cái gốc cây cổ thụ, cây sala rất lớn để là nép mình trong đó, ẩn mình trong đó. Thì cái cổ dương sa chạy đến đứng trước cái
nghe tảng đá có thái tử Adindama đang nằm đó, thì như là sẵn sàng chờ đợi đức vua ngựa lên xe như vậy. Và vị tế lễ sư nhìn thấy thái tử Adindama này đang nằm trùm lấy cái khăn che mặt, rồi vị tế lễ sư cho thổi kèn cùng thổi lên những cái nhạc và chúc mừng. Thì nghe tiếng động nghe đó, thái tử Adindama này thức giấc, mở giải ra, trùm đầu ra nhìn thấy, rồi quay sang bên ông kia ngủ tiếp, ngủ thêm một lúc nữa. Thì sau đó ngài mới ngồi dậy, sau khi ngồi đéo chân trên phiến đá rồi, thì vị tế đại sư mới thưa rằng là: thưa đại vương, cái quốc độ này thuộc về ngài rồi. Thì thái tử Adindama hỏi rằng: thế thì còn đức vua của các người thì ra sao rồi? Thưa đại vương, các vị tiền vương đã mệnh chung cách đây là 7 ngày rồi, và tiền vương lại không có người kế vị. Nghe vậy thì thái tử Adindama lại thì nói: vậy à, vậy thì ta đồng ý thừa kế cái vương vị này. Thì các vị đại thần làm lễ quán đảnh, tức là rảy nước thánh lên đầu cho thái tử Adindama. Rồi vua Adindama lên vua sa đi vào hoàng cung nơi kinh thành Varanasi, quên luôn cả người bạn của mình. Cái bổn sự này nêu ra cái điều này rất là đặc biệt nha. Lên làm vua rồi á, quên luôn cả người bạn thân của mình, người bạn mà còn đi học chung do từ nhỏ rồi cho đến khi mà đi ngao du. Nhưng mà khi mà lên được á, mà đây là Bồ Tát luôn nha, đây là Bồ Tát luôn á, lên được ngôi vua rồi quên luôn. Nè, khi đó thì cái ngài Xuân Cá mới suy nghĩ rằng là nếu ta bước ra đó thì chắc chắn là Adindama sẽ đưa ta về công chức đại tướng cho ta, nhưng mà ta không muốn cai trị chúng dân, ta chỉ muốn xuất gia mà thôi. Thì khi đó khi thấy mà chiếc dương xa cùng với các quan đại thần đi khỏi rồi đó, thì ngài Xuân Cá bước ra. Khi ngài Xuân Cá bước ra ngồi ở trên cái tảng đá đó, tức là bước ra khỏi cây cổ thụ Sa La, ngồi ở trên cái tảng đá vậy, thì bất ngờ một chiếc lá Sa La đã vàng và rụng xuống, theo gió bay tới tấp vô người của vương tử Sunaka. Thì những người thường thì sẽ nói chuyện là bình thường, đối với những cái người như chúng ta đó chẳng hạn vậy, lá rụng thì lá rụng đâu có gì đâu, chẳng qua gió thổi dướng vô thôi, rồi mình gạt bỏ cái chiếc lá này. Nhưng mà mới bằng đại trí thì không có, nên là bằng đại trí lại có một cái sự suy tư khác với ngoài đường chúng ta. Thì ngài nhìn cái chiếc lá vàng rơi rụng bay tấp như mình nhá, ngài suy ngẫm rằng chiếc lá này khi đến thời thì nó cũng sẽ bị lìa cành, nó sẽ không còn tươi tốt nữa nha các bạn. Thì chúng ta cũng sẽ như vậy thôi, đến một lúc nào đó thân này cũng sẽ tàn tạ, đến một lúc nào xong thân này cũng sẽ nó không còn tươi tốt nữa, đến một lúc nào đó thân này cũng sẽ bị hủy diệt thôi nghe vậy. Ngài đưa tâm ngài quán sát về cái lý vô thường của vạn vật, kể cả việc mà Bồ Tát Adindama quên bẵn với người bạn Xuân Đa Cát của mình, ngài cũng đưa tâm quán sát chứ phải không. Cái sự kiện này nó cũng là vô thường thôi, nó cũng là không có gì gọi là đường cũ cả, nó cũng bị thay đổi thôi. Cho nên mà cho dù rằng từ trước gì đã là sống gần gũi nhau từ thở lọt lòng cho đến cái lúc này đi, nó cũng bị vô thường thôi. Cái gì nó cũng có cái giá phải trả, nó là như vậy. Ngày quan sát nữa là như giới trí quán xét được phát huy một cách rất mạnh dạn, thì ngài đã chứng quả thánh A La Hán, và ngài trở thành vị Phật độc giác, và ngài theo đường hư không, ngài đi đến hang Nanh Đá Mu Lát để gặp các vị độc giác đó. Rồi bây giờ chúng ta nói lại với vị Bồ Tát Adindama. Thì Bồ Tát Adindama đã trải qua 40 năm, trải qua được làm vua 40 năm, thời đó thì có người có hai có tuổi thọ cao, trải qua được 40 năm, lúc đó mới nhớ tới người bạn trẻ Xuân Na Cá của mình. Quý vị thấy không, mà Bồ Tát cho chúng ta đó nha, chứ không phải là ai khác đâu đó. Mà
Rồi khi mà lên làm vua rồi đó, quên bẵng người bạn mình. Mãi tới 40 năm sau, 40 năm sau. Chứ không phải là quên thì 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng đâu. Hiểu? Hay là 1 năm, 2 năm đâu. Mà 40 năm sau lúc đó mới nhớ lại cái người bạn mình. Thì mới hỏi rằng là Sonaka này hiện đang ở đâu? Thì hỏi những cái người tùy tùng như vậy. Nhưng mà không ai biết được cái ngày Sonaka đâu cả. Rồi sao biết được? Ngài đã thành Thánh Tôn Giác rồi. Ngài đã cạo bỏ râu tóc. Ngài phát tới người với bộ y phục của bậc xuất gia rồi. Mà bộ y phục nó không phải là sang trọng gì hết. Bộ y phục nó giống là bộ y cũ rách như vậy vậy. Thì làm sao mà nhận ra được? Cho nên không ai biết Ngài Sonaka đang ở đâu cả. Không một ai thưa với Đức Vua Ajitamá rằng là có nghe nói Ngài Sonaka ở nơi đây hay là có thấy Ngài Sonaka ở nơi đây hay vậy. Thì vua Ajitamá nhớ lại cái người bạn mà cho nên Ngài mới sáng tác ra một cái câu kệ ngôn lại rằng là một cái người nào mà nhìn thấy được Sonaka sẽ được thưởng 1.000 đồng vàng. Cái người nào mà nghe Sonaka ở đâu thì sẽ được thưởng 100 đồng tiền vàng. Và 1.000 đồng tiền vàng cũng khá lớn đó, nhưng không phải ít đâu. Cho nên Ngài sáng tác là câu kệ ngôn tại như vậy. Thì một cái nàng cung nữ có một cái đề tài, và Ngài thường ngâm nga cái câu kệ ngôn đó vậy. Thì nàng cung nữ này có đề tài về âm nhạc, mà cho nên mới nương theo cái câu kệ ngôn của vua Ajitamá để cho rằng vua Ajitamá thích cái câu kệ ngôn này. À, cho nên nương theo cái câu kệ ngôn nó phổ nhạc từ cái câu kệ ngôn này đưa vô thành ra một cái bài hát. Rồi bài hát này ở trong cung điện đó là vua Ajitamá rất thích cái bài nhạc này. Cho nên tất cả các cung nữ đều học. Rồi khi mà các cung nữ đều học đó là thì cái tin mà vua Ajitamá này rất thích bài hát này nó lan ra bên ngoài, thì các quan đại thần cũng học. Rồi các quan đại thần học rồi dân chúng nghe cũng học. Tất cả rồi nó lan truyền lên đây là một cái lối gọi là lan rộng ra để cho báo tin rằng Đức Vua muốn thấy được cái gặp lại người bạn xưa mình là Sonaka. Thì đó cũng là một cách rồi suy tư để mà nhắn tin, để nhắn tin qua một lời hát như vậy. Thì nếu như Sonaka còn sống sẽ nghe được cái tiếng này và biết rằng người bạn mình đang nhớ mình, sẽ đi tới tìm mình cho hẹn các bạn. Chứ giờ biết ngày Sonaka nào ở đâu đâu mà tìm. Thì đây là cách để mà Đức Vua Bồ Tát nghĩ ra để mà tìm lại được cái người bạn thân của mình. Thì nhưng mà trải qua tới 10 năm, đấy là thêm 10 năm nữa. Tức là bài hát này được lan rộng từ thành phố cho đến thôn quê, từ cái người dân cao sang cho đến những cái người dân quê như vậy vậy, đến tất cả đều của cái bài này, tới dùng kinh thành cũng có, dùng lân cận cũng có, tới dùng quê xa xăm cũng có như vậy vậy. Và cái bài hát này lan rộng thêm được là 10 năm nữa. Thì đó Đức Phật Lục Giác nó suy nghĩ rằng vua Ajitamá đang muốn rất muốn gặp ta, rồi thì cũng được, cũng nhớ lại cái tình bằng hữu nè, là ta hãy đến gặp gì đó và nói về sự an lạc của cái sự xuất gia và nói lên cái điều nguy hại của cái dục lạc, để rồi khuyến khích cái người bạn ta phải vui thích trong cái hạnh xuất gia, nó từ bỏ những cái gì nhiễm trong cái dục lạc đi. Thì như vậy thì Đức Phật cái đọc giác nó theo đường hư không đi đến cái vườn ngự nguyện năm xưa á, cái nơi mà năm xưa mà ngồi vô Ajitamá mà lên ngôi rồi đi ra quên bẵng người bạn của mình. Thì vậy ngày cũng lên tới cái vườn ngự nguyện năm xưa ở ngay nơi chính ngay cái chỗ đó, chứ là cái tảng đá đó, ngày ngồi ở trên cái tảng đá cũ như vậy. Thì bây giờ có một hài tử tóc còn để năm trò, người mẹ bảo đi vào vườn ngự nguyện để lượm củi. Thì cậu bé vừa đi vừa lượm củi vừa hát lên cái khúc nhạc hát đó.
ngài Xuân Lá Cáo mới hỏi là này con, nó vì sao con chỉ hát được cái khúc hát này thôi. Cái cậu bé nó nói là thưa ngài, con biết nhiều khúc hát lắm chứ, nhưng mà con chỉ hát cái bài này thôi, là do vì đức vua rất thích cái bài này. Thì đức Phật giác là thế thì con có biết cái điệp khúc cái tiếp không nhé. Nếu thưa ngài không, con không biết. Vậy thì ta sẽ dạy con một cái câu kệ này. Con lên á, tức là đức Phật Tổng Giác dạy kệ ngôn chứ không phải là dạy bài hát nha. Đức Phật Tổng Giác dạy, ta sẽ dạy con về câu kệ ngôn này. Con tới, con sẽ đọc lên trước mặt đức vua, con sẽ có 1.000 đồng tiền vàng và con sẽ thoát khỏi cái cảnh mà phải đi mượn củi nữa, chẳng hạn như vậy. Thì cái hài tử đó, học thuộc cái đồng công kệ đó rồi, về mới bảo cha mẹ tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ mới để con lên gặp đức vua, con sẽ có 1.000 đồng tiền vàng. Thì con bé lên nó đọc lại câu cái kệ này trước mặt đức vua, và đức vua nghe câu kệ ngon là biết rằng đó là được cái tin là cái cậu bé này là thấy được cái người bạn thân mình, cho nên vua Anandamana đã thưởng cho cậu bé 1.000 đồng tiền vàng. Và vua Anandamana cũng biết được rằng là Xuân Lá Cáo đây hiện đang ở vườn cử quyển. Bởi sao? Bởi ông hỏi là này con, để con gặp cái người mà dạy con cái bài hát đó, dạy con cái công việc ngon này đã ở đâu? Thì đứa bé nó dạy con gặp ở tại vườn cử quyển, ở tại tảng đá đó. Thì vua Anandamana biết ngay rằng người Xuân Lá Cáo đang ở trong vườn cử quyển. Thì đức vua đi tới vườn cử quyển với cái đoàn tùy tùng để tìm cái người bạn xưa mình là Xuân Lá Cáo. Nhưng khi tới đó thì chỉ thấy một sa môn thôi. Tại cái hình ảnh mà xinh đẹp ngày xưa đâu còn nữa đâu. Tại vì sa môn bây giờ đã cạo, bỏ râu tóc rồi. Và ngài sống một cái cuộc đời ẩn lâm rất là tốt đẹp. Thế nào vậy? Nhà là bậc thiểu dục, nhà là bậc tri túc. Cho nên cái hình hài nó sẽ thay đổi. Để rằng nước da vẫn là trong sáng, nhưng mặt vẫn là tươi tỉnh. Nhưng ngày ngày gò, ngày ốm hơn. Ngày không có phải như cái người mà thụ hưởng ngũ dục. Thế nào như vậy? Thì khi mà nhìn thấy vị sa môn á, thì vua Anandamá cũng còn nhìn thấy được những cái nét quen thuộc của cái người bạn năm xưa, nhưng ông không có lấy là Bồ Tát nha, nhưng mà không có đảnh lễ mà chỉ ngồi xuống bên thôi. Vì đức vua cho rằng á là cái vị bằng hữu hồi xưa đó nay trở nên là kẻ bần hàn, một cái người mà không có tài sản gì hết, mặc những chiếc áo rất là cũ, đầu đã cạo, bỏ râu tóc nghe hẹo và không còn một cái phong cách gì gì dương tử năm xưa nữa. Thì cái người này là cái người kẻ đầu trọc, là kẻ bần hàn nha. Đức vua do bị đắm nhiễm trong cái dục lạc nên như này cho rằng người mà không có cái dục lạc á, người mà không có thụ hưởng được dục lạc, người mà không có được dục lạc á, đó là cái người là kẻ bần hàn. Điều này chúng ta thấy rằng hình ảnh rất đúng ở trong cái thời điểm chúng ta. Có những vị sa môn cho rằng á, mình phải cần có cái này, có cái này này mới chứng tỏ là mình có phước, còn không á thì là mình không có phước, quả phước không trổ, cho nên phải bị nghèo khổ không. Nhưng mà không có biết rằng á là những cái gì đó là không muốn, chứ không phải là không có. Nghe các bạn, rồi có những ông sa môn lại mua những cái xe ly cho hệ hoạt, ly xe thì hai bánh á, xe ông ba là chạy về veo thì hệ hoạt rất là hãnh diện, nhưng mà thực sự ra không phải. Nếu có nhiều người có cũng nhiều hơn nữa mà họ không có cái quan kiểu đó đâu, chứ không phải là thích là những cái xe đời mới hay gì không phải. Cho nên nhưng một cái quan niệm chúng ta cho rằng khi mà phước có rõ tôi có cái này, có cái chỗ cái giường cao, cái giường đẹp thì nghe còn nằm cái giường họ đẹp rồi chứ đỡ rồi không phước, không phải. Nên cái đó là một quan niệm cũng rất là sai lầm. Do Anandamá cũng nghĩ như vậy, cái người nào mà không có dục lạc thì đó là kẻ bần hàn, người nào mà có dục lạc đó là cái kẻ sang trọng, để như vậy. Cho nên thì bây giờ biết được ý của Anandamá, cho nên đức Xuân Lá Cáo dạy vua rằng cái đời sống xuất gia là an lạc,
do không có sở hữu gì cả. Cái bậc xuất gia là cái người mà không có sở hữu bất kỳ cái gì cả, thì do đó có một sự an lạc. Còn thì Đại Dương sống cuộc đời xuất gia đi, cứ đừng có đắm nhiễm trong cái dục lạc nó nhiều tai hại. Thì Đức Vua mới bảo rằng là ba không có màng đến cái dục lạc rõ cái hạnh xuất gia, cái đời sống xuất gia nghe ta không thích nên cần, ta là cái người đang thú trong cái dục lạc mà. Thì Đức Bồ Tát Giác ngày xưa cá mới nói lên những chuyện ngon để cảnh tỉnh Đức Vua rằng là về những cái tai hại của cái dục lạc, là cái dục lạc nó có vui ít mà nó là khổ nhiều, vân vân. Rồi thì ngày Đức Phật Tôn Giác theo đường hư không đi trở về núi Ganh Thâm A Đà Ná nữa, như cũ. Vua Á Đình Đa Má mới suy nghĩ rằng cái người Bà La Môn thấp kém này nè, người Bà La Môn bần hàn này nè, cái người cái ông Bà La Môn trọc đầu này đã cái rủ bụi trên đầu của ta, tâm đi lên hư không mà được những cái bụi dính cái chân ổng á rất là đầu của ta, nó đã theo được không đi mất tiêu à. Vậy thì thật vậy, cái hạnh xuất gia có nhiều cái an lạc và nhiều cái quy luật như vậy. Thì Bồ Tát nó giống như người vừa tỉnh mộng vậy, lập tức ngài hiểu ra được là cái sự mà không bị chiếu bật đó là một cái hạnh phúc rất là tốt đẹp. Cho nên lập tức ngài cho người vô hoàng cung gọi thái tử lớn của ngài, tức là thái tử Đi Ca Dú, tức là người trường thọ đó, và ngài dường ngôi cho thái tử Đi Ca Dú ngay cái đại trường người Nguyễn đó, rồi ngài xuất gia làm ẩn sĩ và ngài tinh tấn tinh cần tu tập chứng đạt các thánh trí, mệnh trung ngài ra sanh về phạm thiên giới. Đó là cái câu chuyện của bổn sanh Sô Na Cá. Cho nên bản thân với nhau từ mở lọt lòng cho đến cùng ăn cùng ở cùng đi học chung rồi cùng đi ngao du chung, rồi đến khi như người bạn phải được làm vua thì quên bẵng đi cái người bạn của mình, thì cái chuyện này là cái chuyện bình thường của thế gian. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng tuyên truyền được cái người mà nhớ ơn báo ơn là khó tìm cho đời. Cho nên họ chúng ta thấy cái tập một cái tánh rất là bình thản, chứ đừng có bao giờ nghĩ là tôi làm ơn người kia, đừng cứ nghĩ vậy, mà cứ nghĩ là rồi cái chuyện mình làm là phải làm, rồi còn họ nhớ không nhớ là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Mình làm là mình làm là để mình quên đi, chứ đừng có nghĩ là tôi làm ơn anh phải nhớ ơn tôi thì kia, không có. Cái thế gian luôn luôn là có cái tính bạc bẽo là như vậy, mà người ta mà quên mình á, rồi mình cảm ơn đi, mình mừng, người ta thấy là mình là có phước, chứ không phải là không. Người ta không nhớ mình là mình có phước, vì sao vậy? Người ta không nhớ mình đó là hạnh phúc cho mình rồi, chứ người ta còn đã không nhớ mình, họ còn lại tâm mình nữa, họ chém mình nữa, hay là họ gây những cái tàn hại cho mình nữa, thì là mình còn đau khổ hơn nữa. Thế nên người ta quên mình thì mình sẽ cảm ơn vì mình là người có phước. Nếu nếu không có phước thì chẳng những họ nhớ mình mà họ chỉ nhớ mình nhớ thiệt, nhưng mà tìm cách hãm hại mình, cái đó mới là nguy hiểm. Mà có những cái bổn sanh cũng nói những cái câu chuyện này rất là nhiều. Cho nên khi mà người ta quên mình thì đừng có cái than phiền, đừng có than phiền trời ơi hồi đó tôi làm ơn cho anh mà giờ anh quên tôi rồi, chú vật vật cá ơn chú nhân nhân cả quán không quan. Vì cái đó mới, cái đó mình mới là đau khổ đó. Mình người ta quên mình thì cảm ơn, bởi vì tôi là có phước, anh không có phản bội tôi là hay rồi. Thì cái nghĩ như vậy là tốt, đó là cái tâm trạng của người tu, nó là như vậy. Và chúng ta nghĩ là thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ cô áo bác sinh lên xin cúng dường như tôn đức tăng. Xin đem lại an lành của toàn thể chư Phật tử nương theo quả phước này
chúng tôi cũng xin hồi hướng đến chư thiên ở căn hai, nhất là chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở nơi gọi là lợi và chư thiên ở chung quanh đây. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui thịnh lạc, được ta tấn quá trong Phật pháp, nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, còn tại tiền của toàn thể chư phật tử, và đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Không nào cảnh giới nào các vị cũng được thọ dụng quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng trên chia đều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được an vui đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sầm Kha Giác. Akasattha cha pumattha deva naga mayatika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang akasattha cha pumattha deva naga mayatika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu akasattha cha pumattha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakkhantu nyatayo akasattha cha pumattha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakkhantu banino akasattha cha pumattha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang khăn tu nô sa đa y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quát ca già quá hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.